bún nước lèo là món ăn truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Mặc dù vậy, tại mỗi địa phương lại có những bí quyết nấu khác nhau. So với bún nước lèo ở các địa phương khác, thì bún nước lèo Trà Vinh, theo nhận xét chung của người dân, mới thực sự còn giữ nguyên hương vị truyền thống của đồng bào Khmer xưa. Để có được nồi nước lèo thơm ngon, đậm đà và mang hương vị đặc trưng của người Khmer, điều đầu tiên bắt buộc phải có đó là mắm bồ hóc. Mắm bồ hóc được làm từ cá lóc, cá trê đồng, tôm, tép tươi. Ngày nay, mắm bồ hóc được bày bán rộng rãi ngoài chợ, có nơi xay nhuyễn, rất tiện lợi khi pha chế. Ngoài nguyên liệu bắt buộc là mắm bồ hóc, để hoàn thiện món ăn này cần thêm các nguyên liệu quen thuộc của miền Tây, đó là bún gạo, cá lóc, huyết heo, tép bạc đất, ngải bún, xà, cùng các loại rau quen thuộc như hẹ, rau muốn bào, bắp chuối, rau thơm và muối ớt chanh để làm nước chấm. Quy trình nấu nước lèo dù đơn giản nhưng cần phải chăm chút từng thao tác thì mới tạo ra được một tô bún nước lèo hoàn hảo, đủ hương vị và bắt mắt. Trước tiên phải sơ chế, làm sạch các nguyên liệu, sau đó để ráo. Tiếp theo, bắc nấu nồi nước lên bếp, lượng nước tùy theo yêu cầu. Khi nước sôi, để tất cả phần cá, đầu cá và mắm vào. Sau khi chín, vớt cá ra, lọc lấy thịt, bỏ xương, rồi lược nước dùng cho trong lại. Nếu mắm xay sẵn, thì chỉ cần để mắm vào một cái khay, múc nước sôi đổ vào, khuấy cho tan mắm, sau đó lược nước trong, rồi đổ lại vào nồi nước lèo. Bước kế đó là lần lượt để tép bạc đã được giã nhuyễn, phần thịt cá, ngải bún và xả cọng vào nồi nước lèo rồi nêm gia vị. Điều đặc biệt hơn, để nồi nước lèo được trong, thơm ngon thì cần chú ý thêm một vài công đoạn, thao tác được gọi là bí quyết. Mình làm kỹ, mình phải làm cá rồi mình rửa chanh cho nó sạch sẽ rồi mình cắt khúc rồi nấu một ấm nước sôi, đổ vô trụng sơ cái tanh bỏ ra mới để vô nấu, thành ra không có tanh. Mình làm vậy đó, rồi vớt bọt hết 4-5-6 lần đó, mới rồi cái nồi nước lèo đó. Rau thì chất lượng, rau không có tẩy à. Bóc chuối sao là bầu vậy rồi cứ rửa chanh. Rửa chanh chứ không phải mà tẩy, tẩy nó trắng mà ăn bệnh. Mình bầu vậy khách ta chịu. Sau khi nồi nước lèo hoàn thiện, chỉ cần cho đầy đủ ghém, bún, rau thơm vào một cái tô, sau đó múc nước lèo vào. Múc vài miếng cá, tép để trên mặt cho bắt mắt. Từ đây, ta đã có ngay một tô bún nước lèo Trà Vinh vừa nóng hổi, vừa tỏa hương thơm đặc trưng của người Khmer Nam Bộ. Bún nước lèo này nè, phải ăn sáng cũng được, còn chiều cũng được, trưa cũng được. Có khi đang nấu, đang ngồi đợi ở đó. Khách giảng lai like với người đi du lịch đó con. Ta ưa ngừng xe ăn trước thì lại ăn. Nước lèo này chỉ cá lóc với cá kèo là ngon nhất. Hai thứ đó. Giờ đây, nhắc đến món bún nước lèo, người ta hay bảo nhau, chưa ăn bún nước lèo xem như chưa đến với Trà Vinh. Từ thương hiệu mang hương vị đồng quê, đặc trưng của mình, nên món bún nước lèo hiện nay không chỉ có mặt ở các gia đình bình dân, hàng quán nhỏ mà đã có mặt cả ở những nhà hàng, khách sạn sang trọng ở miền Tây.